Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc Hảo giới thiệu đến cho tất cả mọi người cái dòng loa kiểm âm phòng tôi chuyên nghiệp của Mỹ, mới từ Mỹ cập đến tại Ngọc Hảo Audio Sài Gòn nóng hội đó nha mọi người. Thì đây là những cái đôi loa mà kiểm âm phòng thu chuyên nghiệp top đầu của hãng JBL của Mỹ. Thì Hảo cũng đã test nhạc qua rồi, thật sự mọi người là nó rất là hay luôn. Khi mà cái tiếng hát được cất lên từ cái đôi loa này, nó giống như những người ca sĩ đang trình diễn trước mặt của chúng ta vậy đó. Phải nói là nó cực kỳ trung thực, sống động và đầy nhạc tính. Và không phải cái model nào khác, đó chính là JBL 4301D. Một cái dòng loa kiểm âm đình đám của hãng JBL. Thì Hảo về đợt này á, thì Hảo về được đâu có hai đôi đâu thôi. Tại thị trường Việt Nam của chúng ta nó cũng hiếm lắm mọi người. 4301B là một cái model mà nó thuộc cái dòng professional, có nghĩa là cái dòng mà chuyên nghiệp của hãng JBL. Và cái model này ấy, là đã một thời gian rất là dài. Thì đây là cái sự lựa chọn top đầu của các cái phòng thu cao cấp ở Mỹ cũng như là trên toàn thế giới. Bởi vì như mọi người đã biết ấy, khi mà chúng ta thu âm một cái bản nhạc xong ở trong cái phòng thu thì phải cần có đôi loa cao cấp, khắc khe, xứng tầm để mà phát lại thật trung thực cái giọng ca của cái người ca sĩ, để kiểm tra điểm âm trước khi mà phát hành album đưa ra thị trường. Và 4301B là một cái sự lựa chọn hàng đầu lúc bấy giờ luôn nha mọi người. Nên nó cực thì hay luôn, ngoại hình thì sang trọng, đẳng cấp. Mọi người có thể vừa nghe nhạc và chúng ta vừa trưng bày cái model này cũng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Và cái giá đợt này thì rất là dễ chơi luôn nha mọi người. Giá đợt này Hảo bán cũng cực kỳ rẻ luôn. Và về trong cái tình trạng phải nói là các bác các anh thấy cái là mê ngay luôn. Mặc dù Hảo bán loa Hảo tiếp xúc rất là nhiều, nhưng mà về cái ngoại hình mình nhìn thấy cái là mình ngã mũi ngay lập tức luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì cái này, cái model này ấy, thì cũng được hãng JBL họ sản xuất thủ công 100% và được hoàn thiện trong cái hình dáng là cái dòng loa Buxell. Tuy là Buxell nhưng mà Hảo thấy là về Việt Nam người Mỹ thì người ta hay là kêu Buxell, tại vì Hảo thấy đôi lúc những cái dòng lớn người ta cũng gọi là Buxell, nhưng mà về đây thì cái ngoại hình của nó cũng rất là bự luôn nha mọi người. Và bây giờ thì Hảo sẽ quay chi tiết này cũng như là công bố nút giá và test nhạc trực tiếp luôn để cho các bác các anh thấy cái sự đẳng cấp cũng như là cái chất âm tuyệt vời của cái model này nha mọi người. Thì đây, cái ngoại hình của nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Và Hảo về đợt này cũng chỉ có hai đôi duy nhất mà thôi, nên bác và anh nào lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Mọi người thấy là cái ngoại hình của nó được làm hoàn thiện toàn bộ bằng gỗ ốc chó, nên chúng ta thấy cái ngoại hình nó rất là sang luôn nha mọi người. Cái thân thùng làm khá dày này đó, nên cực kỳ chắc chắn. Và về trong cái tình trạng thật sự mọi người là không có chê ở cái điểm nào luôn. Cái dòng professional á, nó thuộc cái dòng professional á, thì thường thường phía trước thân thùng hạ sẽ làm cái màu xanh vậy này, nó giống như một cái bản thu nhỏ của cái model cao cấp của hàng đó là 4344 nha mọi người, rất là sang luôn. Và cái lưới đây mọi người, nói chung là lưới cái nào cũng đẹp hết á. Thì Hảo quay cho mọi người xem này, đây cái khung của nó là khung gỗ và cái lưới, cái màu của nó cũng là tương tự với cái màu thân thùng vậy đó mọi người, nó hơi xanh xanh vậy đó. Thì chúng ta để lưới hay là mọi người gỡ lưới ra nó cũng đều đẹp nha mọi người. Cái này mọi người trưng bày trong gia đình thì nó tuyệt đẹp luôn, nghe hay mà bày đẹp nữa. Và cái phía trước này nó sẽ có logo và cái model của nó là 4301B control monitor, cái tem nó còn rất là mới luôn mọi người ha. Đây, nó không có bị lửng hay gì hết á, nói chung là lưới cái nào cũng đẹp hết á. Để Hảo để qua cho mọi người, để qua nhanh cái thùng cho mọi người xem đó. Còn các bác anh yên tâm về lưới khung kia nó không có bị gãy gì hết á. Và giá đợt này Hảo gửi tới cho tất cả các bác các anh cũng rẻ lắm mọi người. Hảo gửi tới cho tất cả mọi người với mức giá chỉ có 10.800.000 đồng mà thôi. Nó một mức giá cực kỳ rẻ. Thì các bác các anh thấy này, cái ngoại hình của nó cực kỳ sang, cái màu gỗ ốc chó, những cái đường vân của nó tuyệt đẹp. Và nó được sẵn, đặc biệt đó là nó được làm thủ công 100% tại Mỹ nha mọi người. Thì đây, nó sở hữu cái kích thước là 50, cái chiều cao á, chiều rộng là 30 và cái chiều sâu của nó là cũng là 30 luôn. Thì người Mỹ người ta hay kêu là Buxell, tuy nhiên là về Việt Nam thì Hảo thấy nó cũng lớn lắm. Thì ví dụ như những cái dòng mà lớn hơn của hãng người ta cũng kêu là Buxell, cái dòng Hảo thấy cái kích thước to hơn hãng họ cũng kêu là Buxell, tuy nhiên là về Việt Nam của chúng ta nó cũng bự lắm mọi người.
Và đây, quay sơ qua bốn chiếc cho các bác anh xem, nó rất là đẹp. Nói chung các bác anh mà nhìn ở ngoài nữa là mê ngay luôn, nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Chất âm thì cực kỳ hay. Nói chung là đây là một cái modem mà rất là đáng đồng tiền để chúng ta bỏ ra chúng ta mua. Cái kích thước bát của nó đấy mọi người, với cái kích thước bát là 20, tuy là 20 thôi nhưng mà cái thiết kế bát này kia, cái âm trầm nó rất là nổi tiếng. Đây là một trong những cái model mà nổi tiếng về cái âm trầm, được những cái chuyên gia người ta đánh giá rất là cao. Cái âm trầm xuống sâu mà nghe cực kỳ chắc luôn. Bởi vì sao? Bởi vì một cái này mà cũng ít ai biết lắm, đó là cái âm trầm của cái model này ấy, là nó được rung động chính từ cái màng loa, nó tạo nên cái âm trầm nên chúng ta nghe nó rất là sâu và nó chắc. Chứ ví dụ như có những cái model thì người ta làm cái thùng nó rất là to, họ làm cộng hưởng cái âm trầm, đó là cái âm trầm nó sẽ được cộng hưởng từ cái thùng, từ đó chúng ta nghe thì nó sẽ không có tròn, nó không có chắc. Nhưng mà đây cái model này thì nó rung đó, cái âm trầm nó được tạo ngay chỉnh cái màng loa luôn đó, cái màng loa nó sẽ tạo ra, nó trung thực và nghe nó sâu, nó chính xác, rất là hay luôn nha mọi người. Và cái mic này, đây là một cái dòng mic cũng rất là nổi tiếng của hãng JBL của Mỹ. Cái dòng track chứ, cái dòng track đặt trong của hãng JBL đã quá là nổi tiếng rồi, để cho cái âm cao nó rất là hay. Và cái tem của nó thì nó sẽ được nằm phía trước đấy mọi người. Cái tem là cái phone đây, JBL Professional Series, nó thuộc cái series là chuyên nghiệp của hãng JBL. Và cái model là 4301, được làm tại bang California ở Mỹ. Phía trước nó sẽ có cái nút tinh chỉnh để các bác anh chỉnh nút cao trực tiếp ở trên đây luôn. Cái lỗ thông hơi nằm phía trước, mọi người có thể kê sát tường ok luôn nha mọi người. Với mức giá chỉ có 10.800.000 đồng và hảo về chỉ có 2 đôi duy nhất mà thôi, nên bác và anh lấy cho mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho một hảo nha. Nói chung là chiếc nào cũng đẹp hết nên các bác anh yên tâm. Đó, mọi người thấy cái màng loa này, cái màng loa nhìn cái là say mê ngay luôn mọi người ha, nó giống như phải nói là gần như mới luôn á. Đó, quay trước cái màng loa này kia cho các bác anh xem. Rồi, còn phía trên thông thùng đấy mọi người, thùng đây, bên cái thùng ngoài này thì nó có hơi bị xước nhẹ lên chút xíu, nhưng mà nó cũng nhỏ nhỏ lắm mọi người, cũng không đáng để cho mọi người lưu tâm. Và bây giờ thì họ quay đằng sau cho mọi người xem cái công suất của nó là đâu, là 20W, cái trở kháng là 8 ohm và cái độ nhạy của nó là 88 dB. Đây, nó rất là dễ ghép âm ly luôn. Nói chung là cái dòng này nó đánh cũng khá là nhiều âm ly, những cái dòng châu Âu, những cái dòng mà Nhật, Newman hay San Sui để năm này thì cũng đều hay nha mọi người. Đây, cái chạm của nó chạm bảo kim nha mọi người, và cái chạm ring của nó là như vậy, chị đôi nào cũng là chạm ring như vậy hết ạ. Các bác anh yên tâm, thùng thì tuyệt đẹp rồi. Với mức giá chỉ có 10.800.000 đồng thôi, thì bác và anh nào lấy nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hà nha mọi người. Mọi người có thể nghe đa thể loại nhạc luôn, có thể nghe những cái bản nhạc trữ tình, acoustic, nhạc đồng quê, hay là nhạc đen, bolero, nhạc vàng thì đều rất là hay. Và bác và anh nào mà là fan của guitar điện á, thì mọi người cũng lưu ý cái model này, bởi vì đây là một cái model mà được một cái hãng guitar điện rất là lớn của Mỹ chấp thuận luôn nha mọi người. Đó, và giá thì chỉ có 10.800.000 đồng, chỉ có 2 đôi duy nhất. Bác và anh nào lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình nha mọi người. Và bây giờ thì Hảo sẽ mời mọi người cùng với Ngọc Hảo chúng ta thưởng thức một ca khúc tuyệt vời qua phần trình diễn của đôi loa này. Thì bác và anh nào mà có nhu cầu về nhạc lóc lét chất lượng cao thì mọi người cũng liên hệ ở bên Ngọc Hảo luôn nha mọi người. Nhạc ở bên Ngọc Hảo thì Hảo test, Hảo đều lấy từ cái nguồn nhạc ở bên Ngọc Hảo. Thì Hảo sẽ có là USB 64GB, 600.000, 128GB, 800. Bác và anh nào mà nghe nhiều hơn thì mọi người lấy qua ổ cứng là 500GB là 1.500.000 và 1T là 2.500.000 đồng. Và xin chào, hẹn mọi người, gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hảo.
bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường. Anh đi vì đất nước khổ đau, anh đi anh quên thân cho anh vững lòng. Anh đi đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời. Tâm tư chẳng biết nói cùng ai, đơn sơ em ghi đôi. Thương anh suốt đời, anh ơi. Mai kia anh trở về, anh trở về. Dẫu rằng không còn vẹn như xưa. Tình em cũng chẳng đổi thay. Anh giờ ở đâu, đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu? Đêm nay ở đó gió lạnh không, sương khuya có răng. Cho chúng đêm nay ở đó gió lạnh không, sương
điện cho chúng mình. Còn